rồi thằng Sigma 3 200W ha. Dưới là con xe nhiều đăng ký BL Super ha. 65BM máy. Đây, test tour 4000 ha. Phát xung mắt 3 từ một ngõ chục ít luôn. Đó, chục ít thôi nha, chục đi không lấy. Còn hai con chạy rồi, nó đồng bộ. Sigma 3 thì mình qua cái xung V-Side này. Bun đi sang V-Side này ha, qua bò này. Cách ly ra ha. Còn cái đáp ứng nó có lại không? Đó. Cái đây là bộ chuyển đổi analog ha. Nó là DA16, 16 bit á. Tương đối là cũng lẹ chứ nó không chậm.